giản mọi mọi tuyên truyền của cả cái hệ thống giáo dục đó, nó mặc dù là nó bỏ rất là nhiều công sức vào để mà thuyết phục những cái bạn trẻ cũng như là cả thanh thiếu niên tin tưởng vào Hồ Chí Minh, thế nhưng mà không có sức thuyết phục để có thể tồn tại lâu bền trong tâm trí của một cái con người bình thường. Một thanh niên Việt Nam làm việc tại tiệp khắc, anh Đỗ Xuân Cang, suốt thời học sinh đã có những nghi vấn về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Anh cũng nhận định việc các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương huyền thoại hóa lãnh tụ Hồ Chí Minh với mục đích gì. Tất cả những gì hiện nay họ đang rao giảng về ông Hồ Chí Minh, về đạo đức cách mạng, về tư tưởng Hồ Chí Minh, thì sau khi đối chiếu với những cái thông tin được biết thì tôi thấy rằng cái điều đó nó không còn đúng, không còn là sự thật. Và tôi nghĩ chắc chắn rằng những nhà lãnh đạo Việt Nam cũng thừa sức hiểu điều đó, nhưng họ vẫn dùng ông Hồ Chí Minh làm cái bình phong, như một cái lá bùa để mà nắm quyền, giữ quyền và để khống chế cái dân tộc Việt Nam. Một du học sinh khác tại Ba Lan, cô Đặng Thu Hương, nói ra sự thật về tác động của hệ thống tuyên truyền trong nước. Ngày sinh nhật của ông ngày 19 tháng 5 thì bao giờ cũng hình như là ông bà tôi thắp hương, rồi là ở trường thì tổ chức một cái cuộc lễ vui, rồi phải mang cờ đến rồi chào cờ. Tức là tôi nhớ là cái đấy nó hình như nó ăn sâu vào trong trong cái trí óc, trong cái trái tim của tôi, đến nỗi mà tôi không bao giờ tôi đặt ra cái câu hỏi là cái đấy nó có tốt cho tôi hay không. Đến khi mà tôi với va chạm với những các anh chị mà đấu tranh cho dân chủ thì lúc đó tôi mới được chỉ cho một cái khía cạnh từ cái phía đằng thứ hai, là họ không bảo là ông ấy xấu hay ông ấy tốt, mà họ chỉ cho tôi cái sự thật về Đảng Cộng sản nó như thế nào. Và từ lúc đó tôi bật ra mới có một cái cách suy nghĩ về ông Hồ Chủ tịch. Cái cách tốt nhất ấy, là phải lan truyền thông tin để cho giới trẻ đọc hiểu, tức là về cái sự thật của những cái gì xảy ra trong lịch sử Việt Nam, giới trẻ sẽ tự nhận ra, họ sẽ tự biết đâu là sự thật. Tiến sĩ Miroslav Kocheki, người Ba Lan, nhà báo, nhà điện ảnh, trong thời gian Ba Lan dưới chế độ Cộng sản, vì tham gia phong trào công đoàn đoàn kết, ông bị trục xuất qua Pháp. Tại đây, ông đã tiếp tục tranh đấu qua việc vận động thế giới, yểm trợ phong trào đấu tranh đòi dân chủ của nhân dân Ba Lan. Hiện ông là Chủ tịch Ủy ban Tự do Ngôn luận Ba Lan. Trong cuộc phỏng vấn, ông muốn chia sẻ với dân chúng Việt Nam những nhận định về Hồ Chí Minh và những người Cộng sản nói chung. Hồ Chí Minh, w moim rozumieniu, theo cách nhìn của tôi, thì sự tàn ác hay những đặc tính của Hồ Chí Minh không khác gì Stalin. Đối với nhân dân Ba Lan thì Stalin là một kẻ thù không đội trời chung, và đối với thế giới là một kẻ diệt chủng. Nhưng nhìn một cách tổng quát thì Hồ Chí Minh là một trong những kẻ giết người ghê gớm. Theo quan điểm của tôi, cái tình trạng đau khổ của 80 triệu người Việt Nam hôm nay và tình hình thù khẩu suy đồi của đất nước Việt Nam hôm nay, đó là di sản do ông Hồ Chí Minh để lại. Nhà báo Ba Lan Robert Christen nhận định rằng một cuộc đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam quy tụ được nhiều quần chúng, nhưng lại giao cho một người như Hồ Chí Minh thì quả là điều bất thường khó hiểu. Hồ Chí Minh muốn làm một món quà dâng lên Cộng sản quốc tế bằng cách mở cuộc chiến tranh tắm máu người dân mình, thì ông đã có tội với dân tộc mình và chính là một kẻ diệt chủng. Hệ lụy của di sản Hồ Chí Minh ngày nay đang tạo ra những thảm kịch cho dân tộc vì đã phá hủy tàn bạo các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là biến giống nòi từ kiêu hùng bất khuất trước kẻ thù thành lũ người khiếp nhược đầu hàng, từ tinh thần bảo trọng danh dự của đất nước, của quê cha đất tổ, thành những người sẵn sàng làm bất cứ chuyện tai hại nào, kể cả nhượng đất, nhượng biển cho ngoại bang, nếu điều đó phục vụ cho cá nhân hay đảng phái của họ. Người Việt hải ngoại về lại quê hương, trong chuyến đi xuyên Việt đã thấy gì trên đất nước hôm nay? Tự do, độc lập, hạnh phúc,
vẫn chỉ là khát vọng mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã gieo vào lòng dân chúng trước đây, hôm nay vẫn còn trong đường hầm tối tăm. Những hình ảnh sau đây vẫn còn hiện hữu cùng khắp đất nước, chính là hệ lụy của di sản Hồ Chí Minh vẫn còn tiếp diễn. Khi nghiên cứu về cuộc đời Hồ Chí Minh, có một điều đáng chú ý. Ông đã gắn bó với Trung Quốc đến hơi thở cuối cùng mà không là Tổ quốc Việt Nam. Điều này trùng hợp với phong cách Hồ Chí Minh khi còn sống, ăn mặc theo lối Trung Quốc, thích phong cảnh Trung Quốc, làm thơ bằng tiếng Trung Quốc và coi Trung Quốc như mẫu quốc của mình. Một sự thật đáng ghi nhớ, ngay trong di chúc, Hồ Chí Minh chỉ ước ao sớm gặp lại hai nhà lãnh tụ Cộng sản là Karl Marx và Lenin. Tuyệt nhiên, không có một ước vọng nào cho đất nước và dân tộc Việt Nam mà ông đã giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc ngay từ những ngày đầu bước vào sân khấu chính trị. Và qua một cái bài phỏng vấn, thì ông Hoàng Tranh có nói rằng, trước khi ông Hồ Chí Minh mất, thì ông Hồ Chí Minh có một cái ước muốn là muốn được nghe một cái bài hát Trung Quốc. Và một cô y tá Trung Quốc đã hát cái bài hát đó bằng tiếng Trung Quốc cho ông Hồ Chí Minh nghe. Nghe xong thì ông Hồ Chí Minh thiếp đi và từ đó không bao giờ tỉnh lại nữa. Thì chúng ta thấy cho đến khi chết, ông Hồ Chí Minh không có một nguyện vọng gì để mà thể hiện cái tấm lòng của ông ta đối với đất nước. Ông Bùi Diễm, khi đề cập đến tương lai của đất nước, ông có những chia sẻ sau đây. Trong thời gian gần đây, tôi cũng có dịp tiếp xúc rất nhiều với những các bạn trẻ từ Việt Nam đi qua. Mặc dù họ cũng đã bắt đầu nhìn ra ngoài nhiều, nhưng mà họ cũng bị ảnh hưởng rất lớn của cái tuyên truyền của chính quyền Việt Nam trong mấy chục năm rồi. Với cái cơ hội được đi ra ngoài lúc này, do những phương tiện truyền thông mới, giới trẻ Việt Nam nên trau dồi cái kiến thức của mình, để từ cái kiến thức đó cộng với cái lương tri của một con người sống trong một cái thế giới mới, may ra sẽ giúp được cho giới trẻ Việt Nam nhìn rõ sự thực về 60-70 năm vừa qua, để mà phát triển đất nước, mang lại hạnh phúc và tự do cho con người một cách rất hài hòa, chứ không phải là với một cái chế độ kìm kẹp như chế độ cộng sản mà chính những giới trẻ cũng đã từng phải trải qua trong thời gian gần đây. Để thẩm định vai trò của Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam, có lẽ mỗi người Việt Nam cần có câu trả lời cho vấn nạn mà giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã nêu lên. Đối với tuổi trẻ Việt Nam cũng như là đối với chúng ta đó, nó đặt ra một cái câu hỏi là giờ đây như một công dân, như một bậc phụ huynh, như một nhà giáo phải lo về mầm non của đất nước. Như một người Việt, công dân thế giới, thì chúng ta đứng trước một câu hỏi rất là đơn sơ. Một là chúng ta có tiếp tục truyền đi những cái sự dối trá đó, hay là đã đến lúc chúng ta phải ngăn chặn những cái sự gian dối mà chồng chất đó. Đã đến lúc chúng ta trả về cho Caesar cái gì thuộc về Caesar, trả lại cho ông Hồ cái gì đích thực thuộc về ông, và cuối cùng trả lại sự thật cho lịch sử. Mr. Gorbachev, open this gate.